4-4. Phía gần Thạch Hùng, Lem và Di. Phía xa Duy luôn, Khang, Quẹo và Tuấn. 1-0. Trọng tài xác định 400. Một đều. Thủ tốt. Trường đừng có đụng cái cột Trường ơi. Trường đừng đụng cột Trường. Đụng cái cột. 2-1 không có lưới, bên kia bắt sai. 1-1. Hay quá. Gì ngửa tay rồi. 2-2. Bắt bước màu vàng luôn. 3-2. Phi ơi, Tâm kêu Phi ra coi kìa. Thằng đó đi trúng đâu không à, không ra coi được. Phi á, ra coi người ta đánh thằng học chứ trời, vô đi chơi không. 3-2. Biết là làm sao mà lớn lên được. Hay quá. Quẹo đánh bạc tay trắng của Thạch rồi. 4-3. Năm ba. Thạch vừa hơi bước một. Không được, không qua được Trắng Khang. 6-3. Bắt sai. 4-6. Quá. Duy chỉ có bỏ vậy á, nãy giờ chưa thấy đập luôn á. Phát với bỏ vậy thôi. 7-4. Bước một em. Trắng bóng ngoài. Điểm Thạch 5-7. Hùng xuống phát à. Thật sàng không kịp. Điểm Khang 8-5. Thủ lên luôn. Đó. Đám dỗ mà Duy bỏ ra ngoài. Trời, đẳng cấp thiệt. Siêu phẩm 9-5.
Tự nhiên bên kia bỏ hơi luôn. Điểm tạch 69. Nhấp. Bỏ trắng hả? Bỏ trắng thì cấm sân. Bảy chín. Mình thạch sàn không kịp. Điểm khăn 07. Còn hay quá. Ồ. Hùng rất cố gắng chuyện hay nhưng mà thạch đánh qua lưới. 17. Làm lên nào cũng rác quá. Điểm thạch 81. Mình ơi tắt mình ơi. Trời ơi. Quẹo đánh trên trắng luôn. Quá khủng khiếp. 28. Quẹo trắng cao quá chứ. Thạch thành công rồi. 92. Thạch trắng ngoài nữa. Điểm khen 13-9. Ngoài luôn. 14-9. Rồi có hai pha rồi đó. Một pha đánh dỗ ra ngoài với một pha trống trắng mà quýnh ra ngoài luôn. In. Rồi xong. Kết thúc. Khang giành chiến thắng 15-9. Quá nhanh, quá nhanh.